Em lên phó chị Bảy ơi. Shopapp.com.vn bán nick FIFA chất lượng phụ huynh giá học sinh. Em thấy có súng và ri đâu? À đây. Để quay nè. Đó. Đâu vô vòng quay nè. Quay M249 hồng nè anh em. Quay M249 hồng nè. Tôi sẽ mở nhạc. Nhạc sổ số đi. Nay chơi nhạc sổ số đi. Nhạc sổ số. Sổ số biết như nào nhỉ? Sổ là x đúng không? M249 hồng nghe. Mày bắn thể sướng vãi nổi ý. Ừ. Này đã. M249 hồng, một phát đầu tiên. Màu tím đi. Every day I'm shuffling. Anh tí nào ơi. Trời ơi. Vãi nồi. Rồi mà em chín hồng tôi đâu rồi. Bèo quá. Mé lần đầu nghe nhạc sổ số quay đồ. Uầy. Vãi nổi thật. Trời ơi. Cay. Chửi mẹ như con chó vậy. Bữa mất chơi game. Hello, chửi. Em xin chơi chút nữa. Em có cần con keo không? Qua chỗ anh nè. Thằng nào đây? Rồi nhảy lên, nhảy lên. Đứng đó đi. Thằng nào đây? Mày đúng không? Sao tôi không gặp mẹ bé mướp nào chứ nhờ? Mẹ lý đã phải gặp. Là hắn mới nghe đồng đội nói gì được chứ. Còn mua súng. Ghê vậy? Không cần mua súng luôn nhở? Em xước chơi cần bơm keo không? Cần bơm keo thì qua chỗ tôi. Ok cậu. Ai cần bơm keo qua chỗ tôi? Ok, bơm keo đâu? Tay. Ok, cảm ơn. Thằng này bảo bà rồ có cần bơm keo không? Có, tớ cần bơm keo. Em xuống chưa hả? Không, tớ là Bảo. Không, tôi nói là Bảo bà rồ, bên kia là Bảo bà rồ. Bảo bà rồ 1, 2, 3. Có mướp cháy mướp đâu. Mướp. Mướp nè. Mẹ nhờ nó. Mướp. Mày không cùng bỏ một mày. Ở dưới thằng kia chứ. Ui mướp.
Nhanh dữ được. Rồi lấy cái gì? Bên trên 10. Rồi lấy súng bắn mèo. Không, bị mua dép. Bị mua trên mình siêu to khổng lồ. Có mông keo không? Có, tớ cần mông keo nè. Mua bên trên 10 đi. Không có tiền. Ủa sao bạn? Sao không có tiền? Mua áo hết rồi, mua áo giáp hết rồi. Đi theo tôi nè. Tôi biết cái map này chơi sao. Ok, ok. Dẫn đường. Ghê vậy hả? Núp vô nhà, ok. Rồi làm sao nữa? Ngắm à, ngắm à. Qua nhà gà. Nhà gà lên nhà nào. Qua nhà gà. Ơ mướp. Qua nhà gà đi. Oh shit. Vãi. Tớ bắn gà quá. Tớ bắn gà quá. Cứu ơi. Hay quá. Hay quá. Bọn mướp này. Gọi lấy cái này. Lên nhà. Lên nhà đi. Lấy cái này. Lên nhà đi em. Đừng. Ơ nó nhảy xuống rồi cậu ơi. Nó nhảy xuống mất tiêu rồi. Lên nhà đi tôi cho súng nào. Đâu. Súng gì đấy. Ơ nào súng nào. B90. Ok. Đạn. Ok cậu. Ok. Đi thôi. Thôi chứ tôi bắn bờ rồi lắm á. Tớ cũng thấy cậu bắn bờ gồ đó. Vô giữa đi. Tớ bắn cục được một đứa thôi nè. Quân rồi. Gơ quá. Cậu số 3 bắn gơ quá. Cậu bắn bờ. Đi khỏi rồi tụi mình vẫn ngon rồi. Cậu bắn bờ gồ quá. Cậu mua mũ 2 đi. Mua mũ 2 rồi. Mày đi nha. 1 2 3. Tiếng ăn đồ, ính lực đồ. Nó ở trên kìa cậu. Nó ở trên kìa. Ôi nó chích máu nhau kìa. Ghê quá hả. Đứng ngay đây đi. Ok. Cẩn thận. À! Đẹp. Cá ép. May quá, cá ép được rồi. Nó phải như thế. Game dễ vậy. Hai đứa kia AFK mở rồi. Ok. Em súng đi. Không. Em bổ nhiều đè đủ rồi. Không, súng bổ máu á. Cậu bắn từ xa hả? Súng bắn máu á, để hồi máu đồng đội. Khoan, mọi người ơi, chuẩn bị vô mua súng bắn máu đi. Ok, mua súng bắn máu. Rồi, hết mẹ tiền rồi. Mua thế nào được chưa? Okay. Đi. Ok. Chừng nào bỏ mất máu đi, tôi bầm máu kìa. Ok. Cái map này căng lắm, tôi không biết được chơi map này. Map này căng quá à. Tớ cũng không biết chơi nốt luôn. Hôm nay tớ không biết chơi. Đệt mỡ. Fuck. Ê, nó kêu. Gơ quá, cậu bắn gơ quá. Gơ quá. Tớ bắn gơ không? Thầy, tớ bắn ghê không? Làm có kỳ ghê không? Nó mất quá trời máu luôn mà có người ca ép.
map này căng lắm. Để các bạn cậu trở lại nha. Hỏi mày.